Cơn mưa đạn đã trút xuống đầu của hàng nghìn khán giả có mặt tại lễ hội âm nhạc ở Las Vegas. Với họ có lẽ đó là thời khắc kinh hãi nhất mà mình từng phải đối mặt. Dù sự việc đã trôi qua, song các nhân chứng vẫn không thể quên được những gì mà mình đã chứng kiến. Nhiều người thậm chí là còn tưởng những tiếng súng nổ là tiếng pháo hoa. Đó là một buổi biểu diễn kinh hoàng, mọi người đang đứng xung quanh rồi họ ngã xuống đất. Thật điên rồ, tôi đã nằm cả lên đầu của bọn trẻ. Chúng mới chỉ 18 đôi mươi. Chúng tôi cố trốn sau một chiếc xe buýt, nhờ thế mà còn sống sót. Những người này còn chưa hết bàng hoàng với những gì đã xảy ra. Trên áo của nhiều người còn in hẳn những dấu giày vì dẫm đạp lên nhau trong lúc cố gắng chạy để thoát thân. Có người thì cố làm mọi cách để có thể che chở cho người thân sau khi chứng kiến cảnh những người khác bị bắn. Chúng tôi đứng giữa đám đông gần sân khấu nhất, đột nhiên có một vài tiếng nổ, rồi sau đó dừng lại. Những tiếng nổ bất ngờ tiếp tục vang lên và mọi người bắt đầu đổ gục. Thậm chí, không ít người còn lầm tưởng rằng những tiếng súng là pháo hoa. Chỉ khi có người ngã xuống, đám đông mới nháo nhào bỏ chạy. Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng đó chỉ là tiếng nổ của pháo hoa. Mọi người mất vài giây để nhận ra đó không phải là màn bắn pháo hoa như họ nghĩ. An ninh đã được siết chặt xung quanh thành phố Las Vegas. Một số tuyến đường liên bang và sân bay quốc tế McCarran đã bị phong tỏa. Thông báo của Bộ An ninh Nội địa cho biết hiện không có mối đe dọa hiện hữu nào đối với các khu vực công cộng khác trên cả nước, nhưng các biện pháp an ninh đã được tăng cường trên khắp nước Mỹ.